Ngày xưa có một thanh niên thế giới phép thuật để chi phối mọi thứ, nhưng sau bên trong có một thanh niên dành thời gian để luyện tập cơ bắp gì ghê à? Được nha. Tính ra là hồi hồi trước mà lúc mấy lúc mở ấp giải á, kiểu mấy mùa mà hàng 7, hàng 8 đầu đó, cái toàn là kiểu đâu có đánh lên ấp đâu, đánh xong dọc bảng cái cốt luôn rồi. Đơ luyện anime quá trời. Còn trận này đánh bận bận không có xem nhiều. One Punch Man anh chưa coi mà. One Punch Man nè, Fairy Tail nè, chưa coi. Naruto nè, cũng chưa coi luôn. Conan cũng chưa coi luôn. Pokemon thì chờ. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Thôi tập trung đánh thiếu nha, kẹo này hơi khó nha. Kiểu khó trong tay đơ nó cũng dễ thôi. Kèo khó tập trung xíu anh em ơi. Kèo này khó mà. Kèo này khó điên đó chứ. Kèo này tôi mà cầm con Vagus với ngát Vagus với lút thì tôi quýnh cho con Ave với Yumi này khóc không chịu. Mấy ông muốn thử không? Mốt nó bích Ave Yumi cái tôi bích Vagus lút tôi quýnh cho coi. Sách đào nó gỡ sớm giết nó rồi, tham lam quá. Không kịp bấm cung ta. Anh này lỗi pha kia để anh gừng nó mạnh 700 viên.
Trời ơi. Nếu kéo hy vọng. Nếu kéo hy vọng. Game hết sức luôn vậy. Anh em nhấn like subscribe cho đỡ nha, mấy anh em nhiều.